Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục hành trình cùng cả nhà trong hành trình 33 ngày. 33 ngày để khám phá bí mật về sự giàu có của người giàu nhất thế giới. Và đây là ngày thứ hai. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày thứ hai, vũ trụ được hài hòa qua những nguyên tắc. Vậy là một ngày mới bắt đầu, David và ông chủ của mình bước lên căn phòng vẫn đẹp lộng lẫy, nguy nga như ngày hôm trước. Mới thoáng đó thôi, đã qua 1 giờ, 1 ngày, và giờ đây hai người chủ tớ, hai người bạn lại gặp nhau để David đọc tiếp những gì anh ta cần học hỏi như ông chủ của mình nhiều năm về trước đã học hỏi, những điều được ghi ở trong đây để làm nền tảng cho sự giàu có bất tận của ông chủ của mình rằng. Hai người bước đến lan can, ngồi xuống uống ly trà buổi sáng, chậm rãi nói chuyện trước khi vào đề và nhìn ra xa phía chân trời. Nơi ấy có những áng mây buổi sáng tuyệt đẹp bay trên các tầng trời. Hai người bạn, giờ đây họ đã trở thành bạn, nhâm nhi từng ly trà và bàn về chuyện ngày hôm qua. Răng bắt đầu hỏi David, con có hiểu những gì đã được trình bày trong tác phẩm Người giàu nhất thế giới ngày hôm qua không? David trả lời, con đã thấu hiểu rất nhiều những điều được trình bày. Quả thật đây là kiến thức cần phải thấu hiểu trước tiên. Những nguyên tắc, thế giới được vận động bởi những nguyên tắc, và các nguyên tắc giúp cho thế giới vận động theo cách nó được diễn ra như thế. Nhưng có một điều con chưa hiểu lắm. Răng hỏi David, có điều gì con khó hiểu ở đây? David tiếp theo lời của Răng. Dạ, đây là quyển sách chỉ dạy về làm giàu. Thế thì tại sao lại bắt đầu từ các nguyên tắc? Và hơn nữa, những nguyên tắc này thường đến từ vật lý, chứ không phải liên quan gì đến tiền, giá trị cơ bản để tạo lập sự giàu có cả. Răng trầm ngâm mà trả lời chậm rãi rằng, thế là con chưa biết ý nghĩa thật sự của sự giàu có rồi. Nếu như con biết rằng trong thế giới vật lý có những nguyên tắc bất di bất dịch, thì trong thế giới vật chất cũng vậy. Cũng có những nguyên tắc bất di bất dịch. Có gì đâu to lớn hơn thế giới vật chất. Thế giới tài chính của con muốn biết, nó là một bộ phận rất nhỏ trong bộ phận tài chính mà trong thế giới vật chất mà thôi. Và thế giới vật chất là một bộ phận rất nhỏ so với thế giới phi vật chất. Có thế giới vật chất và cả thế giới phi vật chất đều có những nguyên tắc. Thì trong thế giới tài chính, sự giàu có cũng có những nguyên tắc. Cả nhà thấy không ạ? Nếu như khám phá những nguyên tắc trong thế giới vật chất giúp con nhận biết và điều khiển sự vận động của thế giới đó, thì con khám phá ra các nguyên tắc để dẫn đến sự giàu có, thì con có thể học hỏi và vận động theo cách để tạo ra tài chính, tạo lập sự giàu có theo cách của con muốn. Vậy không phải là điều tối cần thiết để được biết đến đầu tiên sao? Cả nhà thấy không ạ? Đọc đến đây thì mình mới hiểu một một câu nói, đó là gì? Khi ta thấu hiểu được bản thân mình thì ta thấu hiểu cả vũ trụ. Bởi vì gì? Con người của chúng ta cũng là một gì? Một tiểu vũ trụ. Vậy thì cái tài chính nó là một bộ phận rất nhỏ trong thế giới vật chất, và thế giới vật chất nó cũng là một bộ phận gì? Rất nhỏ trong thế giới cả phi vật chất. Tất cả nó đều vận hành theo một nguyên tắc, đúng không cả nhà? David trầm ngâm và anh đã hiểu ra ẩn ý sâu sắc của tác phẩm Người giàu nhất thế giới muốn truyền tải. Anh dường như nhận ra được điều gì đó và nhanh chóng hỏi ông chủ của mình. Vậy nếu con biết những nguyên tắc để tạo lập tài chính, sự giàu có, thì con sẽ chắc chắn giàu có đúng không ạ? Răng trả lời, nếu con biết những nguyên tắc để tạo lập tài chính, sự giàu có và cả sự vận dụng các nguyên tắc đó vào cuộc sống nữa, thì con mới chắc chắn giàu có. Giống như con biết rằng có một nguyên tắc đó là nước sôi ở 100 độ, nhưng nếu con chỉ biết mà không đun nước thì không sôi được. Hơn nữa, nếu con biết đến 100 độ C thì nước sẽ sôi, mà con chỉ đun đến 90 độ C thì nước cũng không thể sôi được.
Vậy là những điều con biết phải kèm theo những điều con hành động thì mới đạt được kết quả và những nguyên tắc phát huy đúng mức mà nó phát huy. Đúng, những điều mình biết phải gì? Phải kèm theo những điều mình hành động thì mới đạt được kết quả. Đúng không nhỉ? David lúc này hỏi lại, và sau khi ta khám phá ra được các nguyên tắc, ta có tôn thờ các nguyên tắc đó và có làm theo chúng nhất nhất như thế này không? Giăng trầm ngâm một lúc và trả lời xác đáng cho David. Khi con biết được những nguyên tắc thì con nhất nhất tuân theo chúng. Đó là điều tốt. Vì các nguyên tắc hướng con người, hướng con để tạo lập những điều con muốn. Những nguyên tắc hướng hướng đến để tạo ra những điều mình mong muốn. Nhưng con không nên tôn thờ nguyên tắc mà chỉ nên vận dụng các nguyên tắc để chúng phục vụ cho con, nhất là về lĩnh vực tài chính mà những điều được ghi ra sau đây hướng dẫn con. Nhưng người mà con tôn thờ chính là đấng tạo hóa, chính là tác giả của những nguyên tắc. Đấng tạo hóa mới chính là đấng mà con cần phải tôn thờ, vì chính Ngài đã tạo ra những nguyên tắc mà nhờ đó vũ trụ được tạo lập, hoạt động thống nhất, trong đó có con đang ngồi đây. Chúng ta không tôn thờ nguyên tắc nhưng mà lại tôn thờ cái đấng tạo hóa đã tạo ra nguyên tắc. Cả nhà tuyệt vời không? Nếu như mà chúng ta gì muốn muốn có những điều chúng ta muốn thì chúng ta phải tuân theo nguyên tắc và gì tôn thờ đấng tạo hóa. David nói, vậy là con hiểu rồi. Mặt trời đã lên cao và giờ đã gần 9 giờ sáng, nên Giăng nói rằng, thôi con hãy vào trong và đọc tiếp những điều tiếp theo được ghi ra trong tác phẩm Người giàu nhất thế giới này. Thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng chúng ta thì có nhiều việc phải làm. David vâng lời ông chủ Giăng và hai người bước vào căn phòng nguy nga lộng lẫy ngày nào. Nhưng mỗi ngày, căn phòng này có vẻ đẹp hơn bao giờ hết. David bắt đầu khởi động đọc nguyên tắc đầu tiên tạo lập sự giàu có. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ ngày hôm qua David khám phá ra các nguyên tắc là nền móng căn bản cần phải áp dụng. Và cũng là ngày thứ hai David bước vào cuộc hành trình 33 ngày khám phá những bí mật để dẫn dắt ông chủ của mình tạo lập cơ ngơi đồ sộ nguy nga nhất, vượt qua mọi ước mơ ngông cuồng của con người mà ông đã từng được biết đến hơn 11 năm trước và cũng như được chứng kiến trong 11 năm trở lại đây về cách sống đáng kính trọng và sự giàu có vượt qua mọi ước mơ mà ông là người quản gia trung tín nhiều năm như thế. David bắt đầu đọc. Quận Kinh Thư thứ hai, nguyên tắc thứ nhất, tạo lập sự giàu có, mọi thứ đều biểu lộ. Mọi người đều nghĩ điều quan trọng nhất đối với cây là quả, nhưng thực tế điều quan trọng đối với cây là hạt giống. Bạn hãy nhìn xung quanh mình, bất cứ những gì bạn thấy được đều là kết quả của ý nghĩ của một ai đó. Khi bạn nhìn thấy ly trà được đặt trên cái bàn, trước ly trà được đặt trên cái bàn mà bạn thấy, ly trà này đã từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của một ai đó. Bạn có biết rằng hôm nay bạn nhìn thấy ly trà hiện trên mặt bàn kia chỉ là sản phẩm đã thành hiện thực trong trí tưởng tượng của nhà sản xuất cái ly trà kia. Bạn nghĩ rằng khi ly trà được phân phối ra ngoài thị trường thì kết quả là ly trà được hiện lên trên bàn bạn đang thấy là quan trọng không? Bạn có thể nghĩ như thế, nhưng sự thật điều quan trọng nằm ở hạt mầm chính là ly trà đã từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của một ai đó. Ly trà. Nhưng thực sự điều quan trọng nằm ở hạt mầm đó chính là gì? Ly trà đã từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của ai đó. Hạt mầm đó là trí tưởng tượng đầu tiên. Rồi bạn có nhìn thấy cái bàn xinh xắn có mặt bàn phía dưới ly trà không? Bạn chắc thấy nó cũng đẹp và vô giá biết chừng nào đúng không? Có một sự thật là cái bàn kia cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng của một ai đó trong quá khứ. Họ đã từng tưởng tượng ra cái bàn, họ đã từng sản xuất ra nó để nó có thể trở thành hiện thực như những gì bạn trông thấy. Một lần nữa, bạn biết rằng điều quan trọng nằm ở cái bàn chính là nó nằm trong trí tưởng tượng của một ai đó trước khi nó được ra đời như ngày hôm nay.
Và có một sự thật là tất cả những gì bạn trông thấy trong cuộc đời mình đều là như thế. Chúng đều là kết quả trong trí tưởng tượng của một ai đó. Và sau đó, nó thành hiện thực qua một thời gian suy nghĩ hiện thực hóa. Mọi thứ bắt đầu từ một ý nghĩ. Ngay lúc này đây, tôi cũng nói với bạn rằng bạn cũng chính là sản phẩm của những ý nghĩ, của những gì bạn nghĩ. Bạn chính là sản phẩm của những gì bạn nghĩ. Bạn ngày hôm nay chính là kết quả của những gì bạn đã từng suy nghĩ ở quá khứ. Và bạn của tương lai chính là kết quả của những gì bạn suy nghĩ ngay bây giờ. Không phải lúc nào những suy nghĩ của bạn cũng thành kết quả ngay lập tức, nhưng với thời gian, những suy nghĩ đó sẽ thành hiện thực. Đó là một nguyên tắc siêu nhiên mà bạn có thấy rõ ràng trong thế giới hiện thực. Bạn là những gì bạn nghĩ. Nếu ngày hôm nay bạn nghĩ rằng mình sẽ nghèo, hãy coi chừng tương lai bạn sẽ như thế. Nếu ngày hôm nay bạn nghĩ rằng bạn sẽ thất bại, hãy coi chừng tương lai của bạn sẽ như thế. Nếu ngày hôm nay bạn nghĩ rằng bạn sẽ cay đắng, đau khổ, tuyệt vọng, hãy coi chừng tương lai của bạn sẽ như thế. Nhưng cũng có một cách để thay đổi số phận của bạn ngay ngày hôm nay. Đó chính là thay đổi cách suy nghĩ của bạn về cuộc sống. Thay vì bạn suy nghĩ bạn là hậu quả của những gì bạn nghĩ sai lầm, thì hôm nay bạn hãy bắt đầu lại với suy nghĩ của bạn là nguyên nhân của những gì, những điều tốt đẹp trong tương lai. Điều kỳ diệu là tương lai mới sẽ mở ra trước mắt bạn. Thay vì việc suy nghĩ rằng mình nghèo, hãy suy nghĩ rằng mình sẽ giàu có và bước đi trên con đường đó. Thay vì bạn suy nghĩ mình là một kẻ thất bại, hãy suy nghĩ mình như là một người chiến thắng và bước đi trên con đường đó. Thay vì suy nghĩ mình như một người đắng cay, đau khổ, tuyệt vọng, thì hãy suy nghĩ mình như một người ngọt ngào, hạnh phúc, đầy hy vọng. Và điều kỳ lạ, tương lai của bạn sẽ thay đổi từ đây. Bạn chính là thành quả của những gì bạn suy nghĩ mà bạn đã gieo mầm và nuôi dưỡng. Nếu bạn muốn có một thành quả tốt hơn, bạn phải gieo trồng những suy nghĩ tốt hơn. Giống như một hạt táo sẽ không sản sinh ra một cây đào, những suy nghĩ nghèo nàn sẽ không mang lại sự phồn vinh. Cũng chắc chắn như quả sồi sẽ trở thành cây sồi, những hình ảnh trong tâm trí của bạn sẽ trở thành hiện thực của bạn. Dù sớm hay muộn, rồi những hình ảnh trong tâm trí bạn sẽ trở thành hiện thực. Đó là nguyên tắc đầu tiên để tạo lập sự giàu có. Nguyên tắc đầu tiên đấy cả nhà. Bạn chính là thành quả của những gì bạn suy nghĩ mà bạn đã gieo mầm và nuôi dưỡng. Cái mầm ở đây đó là gì? Trí tưởng tượng của bạn. Như bất kỳ sự vật nào được biết đến, người ta nghĩ rằng điều quan trọng đối với cây là quả, nhưng thực tế điều quan trọng đối với cây đó chính là hạt giống. Nếu bạn gieo một hạt giống xấu, bạn không thể hy vọng cây, bạn hy vọng sinh ra cái cây tốt. Ngược lại, nếu bạn gieo một cái cây giống tốt và nếu bạn chăm sóc kỹ, chắc chắn hạt giống đó sẽ nảy mầm và phát triển thành thân cây tốt, rồi nhánh cây tốt, rồi bông cây tốt và cuối cùng là quả cây tốt. Bạn có thấy một sự thật hiển nhiên như vậy không? Mỗi suy nghĩ của bạn là một sự việc và mỗi suy nghĩ có thể biến thành một sự việc trong tương lai và nó sẽ trở thành hiện thực theo cách bạn không thể ngờ đến. Nếu có một ngày nọ, bạn gieo hạt mầm của một cây táo xuống đất, sau đó bạn bỏ đi và không chăm sóc nó nữa. Nhưng với thời tiết thuận lợi, cây táo kia trải qua dưới ánh nắng mặt trời, hấp thụ chất khí. Dưới mưa, nắng và thời tiết dù khắc nghiệt hay thuận lợi, quả táo kia đã phát triển thành một cây táo. Dù bạn không chăm sóc bất cứ ngày nào, nhưng giờ đây bạn có thể ăn những quả táo được ra từ cây táo. Chính là những hạt mầm được bạn trồng lúc trước. Bạn thấy đấy, nếu bạn trồng những suy nghĩ tốt, có thể bạn sẽ không chăm sóc chúng, nhưng giờ đây, sau nhiều năm nó trở thành hiện thực và bạn đã đạt được kết quả có thể bạn không ngờ tới, ăn được những quả táo ngon ngọt. Và điều này cũng tương tự với việc bạn trồng hạt giống của cây độc trước nhà. Dù bạn muốn hay không muốn, dưới thời tiết bình thường, mầm độc sẽ phát triển thành cây độc rồi quả độc.
Và sau đó, bạn vô tình ăn trái cây đó chính là bạn chồng, bạn sẽ chết. Điều này giống như bạn gieo những suy nghĩ độc. Và đến một ngày nào đó, sớm hay muộn, bạn sẽ nhận được kết quả mà chính bạn đã suy nghĩ. Hậu quả của những suy nghĩ tiêu cực vô cùng ghê gớm. Vậy từ đây trở đi, về sau, những gì bạn suy nghĩ để có được những điều bạn muốn, tôi gọi đó là những suy nghĩ tích cực. Còn ngược lại, những suy nghĩ tưởng tượng để có được những điều bạn không muốn, tôi gọi đó là những suy nghĩ tiêu cực. Bạn hãy vui lòng cắt đứt mối quan hệ, ngừng và không bao giờ suy nghĩ đến điều tiêu cực nữa. Chỉ suy nghĩ những điều tích cực thôi. Và đây chính là nguyên tắc đầu tiên trong con đường tạo lập sự giàu có. Bạn chính là những gì bạn nghĩ. Áp dụng nguyên tắc này trong cuộc sống đó là bạn chỉ được suy nghĩ những điều tích cực, những điều mà bạn muốn có được, đạt được và trở thành, ngăn chặn và không bao giờ suy nghĩ về những điều bạn không muốn có nó, những người bạn không muốn trở thành, những cái mà bạn không muốn đạt được. Nguyên tắc dành cho bạn đó là dừng ngay những điều tiêu cực và chỉ nghĩ về những điều tích cực bắt đầu từ ngày hôm nay, bởi vì mọi thứ đều biểu lộ, bạn biểu lộ điều gì thì bạn sẽ trở thành điều như thế. Hẹn bạn vào ngày mai để khám phá một nguyên tắc thú vị tiếp theo mà không thể bỏ qua, khiến bạn suy nghĩ như thế nào là tốt nhất với nguyên tắc là làm và có. Vậy là đã hết ngày 2. Bạn đã nắm được nguyên tắc này chưa? Cái nguyên tắc thứ hai đó, tạo lập sự giàu có, mọi thứ đều biểu lộ. Nguyên tắc đầu tiên đó là mọi thứ đều biểu lộ. Mọi người nghĩ điều quan trọng đối với cây đó là quả, nhưng thực tế quan trọng đối với cây đó là hạt giống, đúng không ạ? Và bạn, hạt giống đó là trí tưởng tượng. Và bạn chính là những gì bạn nghĩ. Khi mà bạn nghĩ bạn là một người giàu có và thịnh vượng thì bạn sẽ thu hút được những điều giàu có và tích cực. Cực bạn sẽ làm những điều đó để trở nên giàu có, bởi vì gì? Mình có đích là giàu có. Nhưng mà khi mà mình gì? Mình có những cái suy nghĩ, mình có những cái gieo hạt mầm đó là gì? Tôi thiếu thốn, tôi chưa đủ đầy thì vũ trụ sẽ đáp ứng cho bạn ngay những điều đó, đúng không? Nên là bạn hãy gieo những hạt mầm tốt, đúng không? Những nó không phải là gì? Những điều quan trọng nó không phải là cây mà là hạt giống. Hạt giống, nên là bạn hãy gieo những cái hạt giống tốt. Bạn chính là những suy gì mà bạn suy nghĩ đó. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên trong cái hành trình 33 ngày khám phá để trở nên người giàu có nhất thế giới. Xin chúc bạn thực hành tốt được những cái điều này để có thể gì? Trở thành một người giàu có. Mà điều đầu tiên là gì? Chúng ta phải giàu có từ gì? Từ chính trong tâm của chúng ta, từ chính suy nghĩ và trí tưởng tượng của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn trong các video test tiếp theo.